Văn phòng phẩm Thành Nhân xin chào các bạn nha. Hôm nay đấy mình đến các bạn đây một hộp đồ chơi loại lớn nha các bạn. Đây là một cái hộp nè, mình vừa mới lấy hộp ra. Đó thì mình quay luôn thì chút xíu mình mới bỏ vô sau. Đó thì một hộp như thế này gồm 6 cái xe nha các bạn. Xe này là dạng loại xe lớn rất là đẹp nha các bạn. Mình lấy ra để trong cái hộp thì nó còn lung linh hơn nữa. Giờ mình lấy ra rồi. Đó một hộp thì gồm 6 xe là toàn là những xe công trình. Và những cái xe này đa phần là cái xe những cái xe mà gọi là thi công trong công trình, và những cái xe này thì bé nào cũng mê nha các bạn. Đó kích thước là rất là bự, kích thước có thể nói là cũng gần là khoảng 15 tới 18 cm nha các bạn. Cầm nó cũng khá là vừa tay. Đó thì bỏ trong một cái hộp rất là sang trọng ha. Đó, này là đa phần là dạng xe trớn, ta quay tới quay lui được 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 nè các bạn. Đó. Rất là ok. Bạn nào muốn mua hàng thì liên hệ với mình qua số điện thoại ở dưới là 0387728778 nha các bạn. Mình sẽ ship code toàn quốc cho các bạn. Rồi, xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau nha. Ok. Đó, mình sẽ quay sơ cho các bạn coi nha. Đó, đẹp lắm các bạn.